Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Ba Mập nha. Mình đang đứng ở trên đây là bờ kênh Tham Lương. Trước mặt là cống, là như là ở đây là cống Hồng Ký. Đường bên tay phải là Bến Lội, còn bên tay trái là Liên Ấp 123. Mời cô chú anh chị các bạn cùng đi tham quan cái gói xây lắp 03 của cái cải tạo kênh Tham Lương nha. Từ cống Hồng Ký cho đến cầu Tân Kỳ Tân Quý nha. Rác là bỏ trên cầu, trên cống rồi. Chỗ anh chị thấy cống à, rác à, chất đóng luôn. Còn nước đây thì nó đang thui luôn. Còn nước ở trong này thì rác quá trời rác luôn. Thôi tiếp tục đi. Chung là gói xây lắp kênh Tham Lương này, mỗi mỗi một gói thì khoảng 800 đến 1000 tỷ. Chỉ có đơn cử là như cái gói số 9 với gói số 10 là hai gói đó, tại nó dài, hai gói đó tới 8 cái mấy số rồi. Là tới 1000 mấy trăm tỷ. Cái này hình như nó mới dọn nè. Khúc này mới dọn nè. Khúc này là nó mới dọn đây nè, chứ còn lúc trước là rác nhiều lắm, bình nữa. Đây là không mới dọn đó. Đây là những cái điểm nói đây nè. Và sau này á, là họ làm cái cống từ công kho trong khu dân cư và trên đường này đổ thẳng ra. Chung là kênh Tham Lương này làm thì gì cũng được, chứ mà được cái là nó thiếu cái là hệ thống xử lý nước thu gom nước thải thôi. Nó không có thu gom nước thải được. Phải thu gom được nước thải được là mới là triệt để được có cơ hội xanh, chứ còn bây giờ nó vẫn chưa có cơ hội xanh đâu. Xanh sạch thì đẹp nữa chứ, cái nước nó bớt đen rồi thôi, chứ còn ở đây bây giờ thì sau này nói chung nước nó vẫn đen thôi. Ở trên này xanh sạch đó. Xanh sạch đẹp nhưng mà cái nước là vẫn còn đen thôi. Rồi mấy cái xưởng bên kia, mấy cái xưởng đó chắc cũng dệt nhuộm gì, mấy cái xưởng ô nhiễm nằm dọc dọc đây nó làm còn quá trời luôn á. Không biết là sau này làm xong rồi không biết là mấy cái xưởng này có dẹp bớt hay không chứ. Hôm nay sau đây thấy ít cái cắm bản thông tin dự án quá. Ít cái thông tin cái bản dự án quá. Ờ, khói đâu dữ vậy ta, ô nhiễm mà. Khúc này làm đổ xong rồi mà sao mà cũng chưa thấy làm hạ tầng khúc này luôn nè. Biết khi nào mới làm đụng tới cái hạ tầng của khúc này đây. Sài Gòn thì chỗ nào cũng xây dựng, nói chung cả Việt Nam này bây giờ chỗ nào cũng hơi xây dựng hết trơn, bởi bây giờ là thiếu cát trầm trọng, nhất là trong miền Nam này. Mới được rồi thì bị một cái kêu là vua cát ở miền Tây bị bắt rồi, khai thác quá lố, bởi bây giờ là rất là kỹ về cái vụ cát. Bao nhiêu mà nhà ở miền Tây, kênh gian kênh đổ sạt lở biết bao nhiêu nữa, trời mấy nhà này. Cái nhà này nhà tạm đâu không à, tôn tạm đâu á.
phía ngoài thì lục bình nấy, đâu phía trong này còn lục bình quá trời nè, nước đang thui thui nè, nó nước nó đang xịt xùi đang xì luôn. Không biết cái này có xịt thuốc không mà sao lục bình nó chết luôn nè. Đúng rồi, bụi xe tải mới đi ngang bụi ngất ngô, bụi ngập ngô luôn, ngập ngô bụi nha. Đây mấy cái điểm nối đổ cống đổ lâu sao mấy cái điểm nối này họ cũng chưa làm cái chưa đổ mấy cái đường, có cái đường cống đi ra không biết. Mấy gói này như gói ba này thấy hơi chậm á nha, chậm hơn những gói khác rồi. Bên kia thì đang đóng rồi, giờ đang đổ tiếp tục tới cái đổ cái bó đầu cọc tới. Đang đổ những cái điểm cuối để kết nối lại cái dự án. Đất kia nữa, đất họ chưa lấy đi á. Dạ, họ nắng con sông lại cho nó, nói chung là nó cũng uống nhưng mà uống lượng nó ấy hơn, không có gấp. Mấy cái đó là giống như đất bồi ngày xưa đó, giờ sau này phải nạo vét mấy cái đó đi hết á. Ờ, khúc này xưa nay bữa nay xe tải đi nhiều dữ rồi, bụi quá trời, ngập bụi bụi luôn á. Ôi bụi nữa, nó khúc này sao lục bình đây họ ấy mà rác. Rác quá trời rác luôn ha. Ôi rác từ đằng kia rác lại luôn. Mà lục bình khúc này chắc như họ lấy bớt rồi vậy chứ. Mấy chỗ này sao làm hạn chế đóng cái bản thông tin dự án quá. Biết bản thông tin dự án mắc tiền thôi sao thấy hạn chế đóng mà. Và cái rác và cái đá họ cắt họ bỏ họ đổ đây luôn rồi. Còn khúc đằng này là đang đổ nắp mương hở, còn bên tay trái là đổ mương hở đây. Bên tay trái đây là ban quản lý, ban điều hành công trường của công ty xây dựng Thành Phát đây, gói xe lắp 02 và 03. Gói xe lắp 02 và 03 này họ của một công ty họ dời về đây, họ đổ tập trung, họ đổ gói này. Đổ mương hở, họ đổ cái mấy cái gói cấm. Có cống đổ quá trời luôn á. Không biết khi nào làm hạ tầng đây, đổ thì nhiều quá trời, ở đây tập trung quá trời mương hở luôn ha. Chỗ này không biết là đất của dự án hay là đất của mượn đất hay sao mà đây được cái khu bãi này rộng ghê luôn á, sâu vô trong luôn á. Thì họ đóng, đang đóng tới đó, bên kia chưa đóng hết mà. Bên này còn đoạn cuối, tính ra bên này là đóng cũng nhiều á. Đó, bên kia đang đóng, đang đóng tiếp tục tới. Tại bên kia tính ra là chậm rồi, tính ra nó còn đóng nhiều ghê luôn á. Tính ra là cái gói như gói 3 nãy còn, gói 4 nãy còn nhiều không ta, gói 4 là còn đóng còn nhiều ghê luôn đó. Ở đây có một máy à, mấy bữa sao nhiều máy, hôm nay có một máy bộ không, cái gói 5 gói 6 nó nhiều máy ghê luôn á.
gói 3, gói 4 này sao thấy hạn chế máy quá. Như gói 3 có một máy, gói 4 này đây mới có một máy rồi. Đây hồi đồng cũng đóng mồi á. Đóng mồi đó, bơm nước, rồi bơm nước lên đó để làm mát ở trên đó. Rồi đóng mồi, mồi tới rồi xong rồi mới đóng cái cọc bê tông xuống á. Rồi tập trung quá trời bọc cọc bê tông luôn à. Tòa ở đây làm hạ tầng hay là gì đây? Phải không? Làm hạ tầng không? À, đây là đóng đổ cái bờ kè của hạ tầng đây. Đổ cái thành mương. Giờ họ đang tháo cốt pha rồi chám tét lại những cái chỗ mà bị giống như cốt pha nó bị chảy nước á. Nó lồi cái đá ra, giờ chám lại. Đất đây đất trống còn quá trời luôn ha. Không biết có làm chung cư rồi, bên này cũng đổ một cái thành nữa nè. Ai đổ nó như cái thành đất kìa. Sao ở đây cái nhà thầu mà làm mấy cái điểm nóng cống này sao mà tính ra chậm nha, quá chậm luôn á. À, bên kia có đóng còn khúc nữa. Hồi đây nhà tôn, mấy cái nhà tôn này ấy không, nhà tôn tạm bợ quá trời luôn á. Không biết hàng thêm hay là tháo ra hàng thêm quá hả. Nhà tôn tạm bợ, nhà xưởng tạm bợ. Lúc này mới đóng cọc đây, chưa có đổ bó đầu cọc lại đây. Bó đầu cọc để đi kho cho nó khỏi bị chuyển vị. Làm hạ tầng phía trong này á, mà làm hạ tầng phía trong này á, là lưu làng ủi rồi á, nó không bị chuyển vị của cái mấy cái đầu cọc này đi. Đúng rồi, phải đổ được cái phía trên đó, nó liên kết lại với nhau. Đâu nước này nó đang rút đó chứ, nước chảy ngược lại là rút đó chứ, phải không? Đúng rồi, đi ra ngoài kia mà. Nhưng mà này hình như hai đầu sông, nếu mà sau này nó làm là hình như hai đầu sông này nó thông mà. Tính ra này thông đó, nhưng mà tại vì bây giờ có những cái điểm giữa nó bị tắc nghẽn á. Đây một cái máy, một cái máy đóng cọc đó nè. Tính ra đây được nãy giờ được hai máy rồi. Hai máy chắc bị chậm trễ quá. Giờ tập trung được hai máy rồi, đây đi lát mà mình đi tới đằng kia được cái máy nè, máy thứ mấy đây rồi. Lúc này cũng đóng cọc được tới đây rồi. Rồi đằng xa xa một máy nữa, được ba máy. Gói này được ba máy. Ở đây nó đổ thành tấn thêm nữa nè. Tấn thêm cái bờ thành nè. Cái chỗ này cái địa chất nó yếu á, nó đóng những cái cọc tròn phía dưới á. Đóng những cái cọc tròn phía dưới, giờ mới đổ thêm một cái bờ thành nữa.
xăng mấy bữa gầy đổ trúng cái xăng gì ra ngoài máy, nãy giờ xe nó chết máy biết rồi. Đây là đang đổ bê tông nền phía dưới. Phía dưới xa có để bao bố để bảo dưỡng bê tông, xi măng kim phong, bê tông xanh Sài Gòn. Đây, mọi người đang gấp rút đổ. Đoạn bên này đổ rồi, cái này có thể là cái đất, chắc nền đất nó bị yếu á. Ở đây họ đổ thêm nè, đổ thêm bờ, giống như cái bờ thành, tấn thêm cái thành nữa, giống như hai thành nè. Hả? Sau này họ lắp đất rồi đi xuống làm vậy? Sau này lắp đất đó lại mà. Đây họ đắp vào những cái bờ này họ tấn làm gì không biết rồi. Mấy cái chỗ mà đang đổ gói cống họ đắp họ tấn rồi. Ở đây trời sao đóng nhiều cọc ghê luôn á. Chỗ đó chắc nền kế cái cống đúng không? Đúng rồi, chỗ đó nó có cái cống vô. Chỗ đó nó có cái cống vô bởi họ làm bên này chứ không có làm bên kia nữa quá. Đất nó bùng nó đang thui luôn. Bơm nước ra để làm cái bờ thành giống vậy á, nước bùng đang thui luôn đó. Dạ em đi quay vòng vòng thế đó. Dạ dạ. Bên đó bên ấy à, tính nó tính không cho quay à, Thành Tấn à. Nhà thầu Thành Tấn. Đây cũng đổ thành quá trời luôn. Đây vòng qua tới Tân Cầu Tân Kỳ Tân Quý là hết cái gói ba. Đây có cái lán trại công nhân họ đang đổ giữ sắt thôi. Đây cầu gì đây ta? Tự nhiên cầu này cầu gì quên bà nó tiêu rồi. Cầu Sông Chùa hả? Thank you.
Đây, cái xe này chắc chở mấy cái cọc rồi. Rồi à. Ôi sao dưới cầu kia sao nó rác. Tập trung rác gì đó. Ghê á. Cầu sông Chùa. Mà nước thì đang thui khỏi nói rồi. Nước đây đang thui luôn, khúc này sao? Lúc này sao họ chưa đóng không? Lúc này sao họ chưa đóng không biết rồi. Bên kia họ đóng, họ đổ đổ bó đầu cọc rồi. Và bên này chưa đóng nữa. À, đằng này đây có một cái máy đang đóng đây. Ủa có qua được không ta? Qua không đi qua được rồi. Kiếm được đi vòng qua bên kia hả? À đi qua bên kia được à. Rồi. Như máy này máy số 4 đúng không? Nãy 3 mà, nãy máy số 4 mà. Hồi nãy mình qua bên kia mình đi ngang cũng được, giờ qua đây. Giờ bên này cũng đang đóng cái cọc nhồi, lọ cọc mồi đó luôn. Mấy cái chỗ này nó có cái đường điện cao thế rồi thì ghê quá, mà đóng mấy cái máy này sao đóng được ta, sau này mấy cái này sao ta. Còn bên kia là cầu Bà Hôm rồi. Ủa cầu Bà Hôm sao nói là đã thi công lại mà sao còn im lìm như đây. Cầu Bà Hôm tỉnh Lộ 10 à. Ủa đi ra được không hay là phải vòng nữa rồi à. Ê. Chưa khởi công lại nghe cả nhà ơi, cầu Bà Hôm nó thấy chưa khởi công lại rồi. Rồi đây là kết thúc cái gói số số 3 rồi. Cả nhà ơi, kết thúc gói số 3 rồi. Họ như qua được đây nè. Ủa nhưng mà họ. Qua được mà. Lấy dây qua thôi. Thôi đi luôn cái bộ vậy. Ây da, quá xa quá. Đi bộ đi, đi bộ đi. Đây, hồi nước nó đang chảy ghê không? Đang thui mà nó chảy. Thôi video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again.